xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cảnh báo an toàn sông. Đây chỉ là một tình huống giả định mà ở đó quý vị có thể nhìn thấy rằng là những tên trộm này lợi dụng sơ hở của bảo vệ đã lẻn vào và sau đó đánh cắp những tài sản quý giá trong cao ốc và văn phòng cho thuê. Và Đạo Duy nghĩ rằng trong cuộc sống như hiện nay thì cũng đã có rất nhiều những tình cảnh như thế này xảy ra. Ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với số phát sóng của Cảnh báo an toàn sống ngày hôm nay, khi trộm đột nhập công sở sau ít phút quảng cáo. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Cảnh báo an toàn sống cùng với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là khi trộm đột nhập vào công sở. Và trong ngày hôm nay cùng ngồi với Đạo Duy để chia sẻ vấn đề này với tất cả quý vị, xin giới thiệu một chuyên gia rất quen thuộc của chương trình, tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam. Chào Đạo Duy, xin chào quý khán giả của chương trình Cảnh báo an toàn sống vô cùng kính mến. Thưa tiến sĩ, Đạo Duy nghĩ rằng cái vấn đề mà trộm á thì phải là trộm ở khu dân cư, trộm ở nhà dân, trộm ở chung cư, rồi trộm ở những cái nơi mà người dân thường người ta sẽ phải sơ hở thì bọn chúng mới có cơ hội để mà bọn chúng thực hiện hành vi của mình. Chứ còn cái vấn đề là ở công sở có bảo vệ túc trực như vậy mà tại sao bọn chúng lại lựa chọn điều đó để mà thực hiện hành vi ạ? Chúng tôi cho rằng những tên trộm khi dám đột nhập vào công sở để thực hiện cái hành vi đen tối của mình, bởi vì chúng đã nghiên cứu về tâm lý khá kỹ. Tâm lý con người là ở cái nơi có vẻ an toàn nhất thì người ta lại mất cảnh giác nhất. Và vì mất cảnh giác nhất cho nên ở công sở có tường cao, có bảo vệ. Vì vậy mà người ta vẫn nghĩ là chắc ăn trộm không dám là lẻn vào. Nếu mà là nhà trọ hoặc là khu dân cư thì đôi khi là không có nhiều những cái vật dụng mà đắt tiền bằng ở công sở, đúng không ạ? Đúng rồi. Như thấy là thường rất là nhiều những anh chị em văn phòng á là hay để lại laptop nè, thậm chí là những cái điện thoại dự phòng mà công ty cấp cho mình cũng bỏ lại ở công ty, rồi xong rồi những cái đồ đạc quý giá đó chúng ta bỏ vào trong cái sắt, và đó có lẽ là một miếng mồi rất là ngon. Đúng. Ngoài cái tâm lý mất cảnh giác đó thì công sở là nơi có nhiều tài sản quý nhất. Dạ. Yeah. Và đó là cái đối tượng mà kẻ trộm nhắm tới nhiều nhất. Như vậy thì theo tiến sĩ nghĩ, những cái tên trộm mà trộm ở công sở như này thì có khác với những tên trộm mà thường hay ăn cắp vặt ở nhà dân không ạ? Tôi cho rằng cũng có chỗ khác nhau. Thứ nhất là có thể phân thành hai cái loại ăn trộm ở công sở. Thứ nhất là những người đã quen biết, tức là từ trong nội bộ, đã quen cái đường đi nước bước, mọi cái cảnh giác của cơ quan công sở, cho nên họ sẵn sàng đánh cắp một cách dễ dàng. Yeah. Cái loại thứ hai đó là những kẻ lạ, mà cho dù là kẻ lạ lần đầu tiên đến công sở thì trước khi thực hiện cái hành vi đen tối nó cũng đã điều nghiên rất kỹ. Có thể nó giả dạng là một cái khách hàng, một cái người dân thường đến giao dịch ở công sở để điều nghiên từng cái bước đi, từng cái ngõ ngách trong công sở, và nhất là để thấy tài sản quý đang ở đâu để lên kế hoạch mà đột nhập công sở. Yeah. Như vậy có nghĩa rằng là những tên trộm công sở này, hành vi của bọn chúng cũng rất đáng để chúng ta e ngại. Và cụ thể như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Thank you.
Bọn đòi chích rất tinh vi, liều lĩnh và táo tợn khi lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các công sở trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ hay lợi dụng đêm tối đột nhập phá khóa rồi khua khoắng tài sản. Trộm đột nhập công sở thường đi thành từng cặp và phân công nhau cảnh giới. Kẻ gian có thể cấu kết với một số tên tội phạm địa phương hoặc giả làm người dân vào các cơ quan, công sở để quan sát, nắm quy luật hoạt động của bảo vệ, nhận biết những nơi để nhiều tài sản để chuẩn bị đồ nghề trước khi gây án. Theo cơ quan công an, những vụ trộm mà hung thủ là người trong nội bộ thường được phá án nhanh. Tuy nhiên, nếu là trộm lưu động, chuyên nghiệp sẽ rất khó truy bắt. Công sở là nơi đông người, sau khi phát hiện sự việc, họ không có ý thức giữ nguyên hiện trạng nên dấu vết kẻ đột nhập thường bị xóa mờ, gây khó cho điều tra. Theo cái đoạn video clip vừa rồi thì không phải chỉ có một tên mà có đến hai tên trộm. Như vậy thì cái việc mà đi hai tên trộm như vậy thì nó sẽ gây bất lợi như thế nào đối với bảo vệ ạ? Vâng. Tôi cho rằng kẻ trộm khi có cấu kết với nhau với đồng bọn thì chúng có sự phân công với nhau. Một người thì đột nhập để nhắm tới mục tiêu mà mình chiếm đoạt. Một người thì cảnh giới hay là đánh lạc hướng bảo vệ, và do đó chúng dễ thành công hơn. Đối với các văn phòng cũng như là những cao ốc cho thuê thì thường sẽ có bao nhiêu bảo vệ trực lại vào ban đêm ạ? Các cái cao ốc, các cái cơ quan lớn thì thường có ít nhất hai bảo vệ trực một đêm. Yeah. Để thay phiên nhau. Người này có thể mệt mỏi, nghỉ ngơi, chợp mắt một chút thì người kia tỉnh táo để canh gác. Yeah. Thế nhưng vẫn có thể do một cái tâm lý ỷ y thường tình cho rằng đã là tường cao thế này, đã là có nhiều nhân viên theo dõi từ xa thế này, có thể có máy camera nữa, cho nên là các cái bảo vệ có thể có cái tâm lý ỷ y, và chính cái tâm lý ỷ y đó là kẻ hở để cho kẻ trộm xâm nhập vào. Có một số nơi tiết kiệm bằng cách là chỉ cho một bảo vệ trực thôi, là Duy nghĩ rằng đó là một cái vấn đề rồi. Cái thứ hai, đúng như tiến sĩ nói, đó chính là quá ỷ y vào camera quan sát. Nó chỉ là máy móc thôi, không thể thay thế được cho con người, không thể thay thế được cái bảo vệ bằng xương, bằng thịt thực sự. Hơn nữa khi mà vì cái tiết kiệm kinh phí mà cơ quan chỉ cử một người bảo vệ suốt đêm thì ta thấy về mặt sức khỏe cũng như về mặt tâm lý dễ dàng mệt mỏi. Và khi cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, tâm lý nó cũng sẽ không có tỉnh táo để mà cảnh giác đến nơi đến chốn. Và chính đó là cái kẻ hở để cho kẻ gian đột nhập vào. Có khi chúng ta là chủ nhân, là tạo điều kiện để tiếp tay một cách nháy nháy đó, tiếp tay về mặt tâm lý để cho kẻ trộm tự tin xâm nhập vào cơ quan mà đánh cắp tài sản. Có lẽ là quý vị cũng thắc mắc giống Đào Duy, lý do tại sao mà tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam lại nói rằng là những người nhân viên văn phòng lại tiếp tay cụ thể là như thế nào ạ? Tôi đặt cái chữ tiếp tay đây trong ngoặc kép. Trong ngoặc kép nghĩa là một cách vô ý thức, một cách vô tình thôi. Chính cái nhân viên và có khi là bảo vệ lại để một cái kẽ hở, tức là mở cửa để cho kẻ trộm nó thâm nhập vào. Và thực tế, chính cái sự vô thức của bảo vệ cũng như là những nhân viên văn phòng đã tạo điều kiện rất là tốt cho những tên trộm. Và thậm chí có những câu chuyện dở khóc dở cười về những vụ trộm cắp tại công sở mà ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi. Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2017, Công an thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Phát Huy, sinh năm 1993, ngụ phường 3 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huy khai nhận trước đó đã cậy khóa đột nhập vào trụ sở công ty tư vấn thuế, nhà số 20B đường Lãnh Minh Thăng, khu phố 3, phường 3, thành phố Bến Tre, lấy 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động. Trước đó cũng đã xảy ra một vụ trộm hy hữu tại cao ốc cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Tối 2 tháng 4 2017, Phạm Minh Thành lẻn vào tòa nhà Saigon Trade Center số 37 Tôn Đức Thắng, quận Nhất, đục két sắt, lục lọi lấy được 4 máy tính xách tay và một máy ảnh trị giá hơn 100 triệu đồng tại văn phòng của một doanh nghiệp nằm trong tòa nhà. Thay vì lẫn trốn,
Thành đã tranh thủ ngủ và ngủ quên cho đến sáng hôm sau thì bị phát hiện, bắt giữ. Vụ trộm hy hữu đang được công an quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Thật sự thì bản thân Đạo Duy cũng cảm thấy là không thể tin nổi một cái văn phòng lớn, một cái cao ốc lớn như vậy mà để cho trộm đột nhập. May là có nhờ có cái dàn máy lạnh mát quá nên tên trộm ngủ lại, chứ không thì là mất hết rồi. Thì sẽ đánh giá như thế nào về cái việc này ạ? Tôi vẫn cho rằng là tên trộm dễ dàng đột nhập như vậy là bởi vì chính cái cơ sở, cái cơ quan này thiếu cái ý thức cảnh giác. Yeah. Có thể vì mình ỷ lại vào tường cao, cổng chắc, rồi có bảo vệ, rồi có máy móc theo dõi, vân vân. Và cuối cùng thì tất cả đã bị vô hiệu hóa và tên trộm bình thản ngủ một giấc ngon lành ở trong cơ quan mà không hay. Trong cái bài báo cũng như là những cái câu chuyện mà vừa rồi chúng ta vừa mang đến, đó chính là những tên trộm này thậm chí bọn chúng ngang nhiên tới cái nỗi mà bê nguyên cả một cái két sắt ở trong cái văn phòng công ty về. Tào Duy không nghĩ rằng là bây giờ trộm lại hết sức táo bạo như vậy. Dạ. Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái hành vi tâm lý đó? Tên trộm sở dĩ có cái hành vi táo bạo như Đào Duy nói như vậy là bởi vì hắn cũng đã điều nghiện rồi. Ở đây mà đục cái két sắt để lấy tài sản bên trong thì có thể gây tiếng động, bảo vệ có thể sẽ phát hiện. Chi bằng ta cứ lặng lẽ bê nguyên cái két sắt về để về nhà rồi đục đẽo cũng sao. Nhưng mà chính cái nơi an toàn nhất lại là mất an toàn nhất. Thưa quý vị, với những lời chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị vẫn còn đang rất là tò mò cũng như là muốn được lắng nghe nhiều hơn nữa những lời khuyên. Ngay sau đây, Đào Duy xin mời tất cả quý vị và các bạn, nhất là với những ai là cơ quan quản lý cũng như là những nhân viên trong bộ phận quản lý của cao ốc cho thuê cũng như là những văn phòng cho thuê, chúng ta có thể tìm đến những lời khuyên sau đây. Theo nhận định của cơ quan điều tra, sở dĩ công sở là mục tiêu của các tên đào chích vì những lý do sau. Thứ nhất, nhiều cơ quan đất rộng nhưng xây tường rào thấp, thiếu đèn chiếu sáng. Lực lượng bảo vệ ban đêm mỏng, nhiều nơi mang tính hình thức, ít tuần tra. Một điểm yếu nữa là cửa các văn phòng tại công sở thường cấu tạo bằng nhôm kính hoặc cửa gỗ có ô kính, không lắp song sắt nên trộm dễ dàng dùng đồ nghề đập phá. Đáng chú ý, lực lượng bảo vệ một số nơi có tư tưởng trông chờ vào hệ thống camera an ninh mà lơ là công việc. Một số văn phòng giao dịch ngân hàng lắp camera an ninh không bố trí người bảo vệ ban đêm. Nhận thấy sơ hở này, kẻ gian thản nhiên gây án. Với phương châm tự phòng ngừa là chính, cơ quan công an khuyến cáo lãnh đạo các cơ quan phải quán triệt cho bộ phận hành chính, kế toán hạn chế tích trữ nhiều tiền tại phòng làm việc. Ngoài tăng quân số bảo vệ, phân ca cho họ tuần tra lưu động, cơ quan công an cũng khuyến cáo người đứng đầu công sở cho gia cố hệ thống cửa, lắp song sắt để phòng kẻ xấu đột nhập. Lãnh đạo các đơn vị cần nhắc nhở nhân viên không nên để tài sản quý tại nơi làm việc. Trước khi rời công sở, cán bộ phải ý thức bảo vệ tài sản cơ quan như khóa tủ, khóa cửa ra vào, tránh tư tưởng khoáng trắng cho bảo vệ. Còn đối với bảo vệ, khi phát hiện trộm đột nhập vào công sở, không nên đối diện với chúng ngay lập tức vì có thể chúng có sẵn hung khí để đối kháng. Để bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan, bảo vệ nên nhanh chóng chốt cửa và gọi điện thoại cho công an phường hoặc công an khu vực để được hỗ trợ bắt nóng các tên đào chích liều lĩnh này. Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất thú vị, bởi vì cá nhân Đào Duy nghĩ rằng là với cái sự phát triển của đất nước thì những tòa nhà, những cao ốc cho thuê cần lắm những lời chia sẻ để có thể làm sao đảm bảo được tính mạng và tài sản của những người đang thực hiện công việc của mình tại các văn phòng và cao ốc. Xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam về những lời chia sẻ dành cho chương trình Cảnh báo An toàn sống. Và thưa quý vị, như vậy thì ngày hôm nay với thời lượng phát sóng của chương trình Cảnh báo An toàn sống, chúng tôi đã mang đến cho quý vị chủ đề, đó chính là làm cách nào để chúng ta có thể đối diện với những tên trộm đột nhập công sở. Còn không biết chủ đề tiếp theo của chương trình Cảnh báo An toàn sống sẽ là gì? Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi sau ít phút. Rau chuối bào, một loại thực phẩm ăn kèm trong rất nhiều món ăn tại Việt Nam và cũng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, để giữ cho rau chuối bào được tươi lâu thì nhiều người đã sử dụng nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc để bảo quản. Vậy loại hóa chất đó là gì? Độc hại ra sao? Và tại sao người ta lại phải ngâm tẩm hóa chất? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cảnh báo An toàn sống số phát sóng tuần sau.